Luật chứng minh hay là mẫu công giáo. Đây, ảnh đây. Nhà 14 tuổi. Nhiều người nên hỏi có không biết anh Trung ở đây đâu. Là lúc trước Tiết Kiệp cũng coi cái video của anh Hào à. Anh Hào mới biết là anh là Trung ở đây. Chỗ này thì cũng dễ tìm. Cái trang công giáo anh nên xem. À, gia đình của anh chắc lúc trước là Tiết Kiệp có nghe là ở Dục Mỹ nên chim nữa, nên giờ anh mất là chắc về đây chôn. Màu ảnh thì cũng rất là dễ tìm. Màu ảnh thì cũng rất là dễ tìm. Xung quanh đây toàn là công giáo. Giờ là quốc lộ 26 đường đi lên Đắk Lắk. Đây tới ngay cổng đây là đây, ảnh nằm ngay đây. Xét cái cổng luôn. Mấy bên này trời mưa. Xung quanh đây cũng là một cổng giáo không? Mộ này xây bằng đá không? Còn toàn bằng đá không? Còn đế trước đây thì có mấy cây hoa. Nghe được Tiết Kiệp cũng có xem cái video á, Tiết Kiệp cũng có quay mấy cái biết xong rồi mới lên tìm cái mẫu ảnh, là nên hò nhiều người cũng không biết ảnh trông ở đây đâu. Nằm ở Ninh Chim. Đây có một mẫu ảnh là khác nhất, cái màu đế này khác rồi. Đây, mấy cái màu đây thì khác, mấy màu đây cũng khác, nhưng mà có cái màu ảnh này là khác rồi. Nằm ngay cái chỗ gần cái cổng này luôn này. Đây
ai mà đi Ninh Xiêm á, nghĩa trang Công Giáo Ninh Xiêm á, sẽ tìm dễ tìm thấy mộ ảnh. Hưởng dương năm 14 tuổi. Anh mất con trĩ nha. Năm 1968, năm sinh 1968. Ngựa danh là ca sĩ Ngô Bắc Linh. Quen Thừa Thiên Huế. À, ảnh là người Huế. Nhưng mà sinh sống là ở Ninh Hòa. Sinh sống là ở Ninh Hòa. Nhật Mỹ. Thì cái đợt đó thì Tiết Kiệt cũng có xem cái video này. Ảnh mất á. Xong rồi coi chôn ở đâu thì thấy bảo là chôn ở Ninh Xiêm. Thì Tiết Kiệt mới lên. Không có quay mấy cái video. Mộ của ảnh đây. Nên là nhiều người có không biết là ảnh chôn ở đây đâu. Ảnh này gần ngay chỗ cổng đi vào đây. Cổng đi vào. Xung quanh đây là một cổng giáo. Do là trời mưa cũng không âm u này. Hôm nay là sau lưng Tiết Kiệt nghĩa trang này, nói chung là cũng dở tìm lắm. Đây có cổng nhỏ này, nhỏ để vào. Đây là quốc lộ 26 nè. Đây quốc lộ 26 á. Mộ ảnh thì cũng dễ tìm lắm, tới cổng thì thấy nè. Đây. Nghĩa trang Công Giáo.